Tình chúng tôi vừa mới thực hiện trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tiểu đoàn quá học Bộ Tham mưu Quân khu 9 triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ tỉnh Tiền Giang phun thuốc khử khuẩn tại 55 tuyến đường, đường nội bộ, các khu dân cư, chợ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho để tránh dịch bệnh lây lan. Phòng quá học Quân khu 9 đã huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ với đầy đủ trang bị phòng độc, cơ động các xe chuyên dụng cùng nhiều hóa chất loramin P tiến hành phun quá chất khử khuẩn mặt đường, vỉa hè, nhà dân trên các tuyến đường khu vực bị phong tỏa, khu cách ly và các khu dân cư trên địa bàn thành phố với chiều dài trên 61 km. Việc phun hóa chất khử khuẩn nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong phòng chống đại dịch Covid-19.